Hello cả nhà, Hân đã quay trở lại rồi đây và tuần này sẽ là một cái video chỉ chỉnh ảnh. Cái video này Hân đã tính làm từ rất là lâu rồi, từ hồi giữa tháng trước, nhưng mà vì có lịch cho những video khác, Hân đành phải dời cái video này bây giờ. Đây là một cái màu chủ đạo cho mùa thu. Các bạn thấy màu này nó hợp với yêu thích của các bạn thì các bạn cứ làm theo ha. Hân chỉ chỉnh ảnh trên app VSCO là nhiều thôi, cho nên cái màu này chắc là sẽ rất là quen thuộc với các bạn luôn. Đây là màu M5. Vì là cái tông chủ đạo là màu nâu, màu be hoặc là màu vàng, cho nên nếu như mà các bạn chụp hình trong một cái khung cảnh mà có những cái màu đó thì càng tốt, và có ánh nắng nữa thì nó sẽ ra được cái màu rất là đẹp, rất là chuẩn luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu chỉnh ảnh nha. Mở app VSCO, Hân lấy ví dụ cái hình có ánh nắng này đi, thì mình chọn filter M5, Hân sẽ cho nó tối xuống một tí và contrast cũng vậy. Những cái highlight, shadow hoặc là saturation thì cái này là phải do các bạn chỉnh rồi, tại vì tùy thuộc vào cái máy ảnh hoặc là cái điện thoại mà các bạn chụp nó sẽ cho ra những cái màu rất là khác nhau. Cái này thì Hân nghĩ là cho thêm grain sẽ xinh hơn, cho nên Hân cho thêm một tí grain rồi sau đó save lại thôi. Thì đây là những cái hình mà Hân đã đi Đà Nẵng và Hội An, dùng tất cả là các màu M5 hết. Hân cảm thấy nó rất là hợp với cái tinh thần của mình á. Như hồi đó Hân thích màu xanh, những cái hình mà Hân chụp Hân đều hơi hướng theo ngã màu xanh lạnh hết. Nhưng mà xong sau này Hân cảm thấy là mình hợp tông ấm hơn, Hân thích cái tông màu vàng hơn, và kiểu như nó là mình hơn á, cho nên là mình làm nó cũng thích hơn nữa. Thì chắc là cũng nhiều bạn biết cái filter này rồi, nhưng mà Hân cứ chia sẻ vậy đó, lỡ mà trong trường hợp có những bạn cần, có những bạn muốn tìm hiểu thì đây là một cái filter mới mà các bạn nên thử. Còn về những bạn mà hỏi Hân là những cái hình mà Hân chụp ở trong dinh độc lập, Hân chỉnh bằng cái filter nào và bằng app nào, thì các bạn cứ click lại cái video mà Hân đã hướng dẫn chỉnh ảnh bằng Lightroom nha. Những cái ảnh đó là Hân chỉnh bằng cái app đó. Như vậy là xong rồi. Cảm ơn các bạn vì đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye.